Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh. Hôm nay chiều thứ sáu Bắc Mỹ Mountain Time. Hôm nay là 31 tây giờ Bắc Mỹ. Thì nói chung năm 2021 với nhiều biến động đã qua, năm 2022 bước tới, hy vọng sẽ có những cái sự thay đổi trong cái COVID, tình hình COVID sẽ được khống chế. Thì những cái chuyên gia rồi người ta cũng nhận định rằng năm 2022 sẽ chấm dứt cái cơn khủng hoảng COVID toàn cầu, bởi vì cái biến chủng Omicron hiện nay nó là một cái biến chủng cuối cùng, nó không có nguy hiểm lắm. Nó sẽ là một cái biến chủng cuối cùng trong cái đợt dịch càn quét cái thế giới trong cái đợt cuối cùng. Thì là mình xin chúc anh chị các bạn ở quê nhà cũng năm mới an khang và thịnh vượng, nhiều may mắn. Tình hình kinh tế năm 2022 thì là mình thấy Việt Nam cũng có nhiều khả quan lắm. Bởi vì lại mình theo dõi cái thị trường chứng khoán giao dịch của Việt Nam, giao dịch tại Mỹ đó, tại cái thị trường New York rất là ổn định. Các bạn biết khi mà cơn khủng hoảng COVID xảy ra đó, thì cái thị trường chứng khoán toàn cầu nó rớt nặng nề luôn, nó rớt tơi bời ba lá, gần như là sụp đổ. Lúc đó cái thị trường của Việt Nam giao dịch ở tại New York rớt còn có khoảng 9 đô. Mà lại mình theo dõi hôm nay thì tất cả những cái giao dịch chứng khoán của nước ngoài mình thấy nó vẫn nằm ở cái mức gọi là mới có 50% mất vốn của nó chỉ mới trở lại khoảng 50% thôi. Mà Việt Nam thì hôm nay đã vượt lên 21 đô cho một cổ phiếu. Đó là một cái tin rất là đáng mừng. Tại vì cái chiến lược của Việt Nam mình hiện nay mình xuất khẩu trên cái thương trường quốc tế rất là lớn. Các bạn thấy tình hình kinh tế Việt Nam, những người lãnh đạo người ta tìm cái nguồn xuất khẩu cho Việt Nam mình rất là ổn định, chứ không phải như các bạn suy nghĩ. Đó là tại vì mình xuất khẩu chính ngạch, cho nên mình không có bị ở giống như Cao Bằng, Lạng Sơn hiện nay các bạn, tình hình mà kinh tế chở hàng quá cái đó, tại vì mình xuất khẩu tiểu ngạch lúc nào mình cũng bị trục chặt. Chứ giống như các bạn xuất khẩu tiểu ngạch là các bạn đi ngõ sao nó chụp vật, những cái khách hàng ở Trung Quốc họ mua theo kiểu chụp vật. Khi mà có những biến cố về khủng hoảng của toàn cầu á, thì tiểu ngạch chịu thiệt hại rất là nặng nề. Chính vì lý do đó mà có nhiều người tôi thấy lên mạng hoang mang, rồi những cái tụi chống cộng nó dùng những cái hình mô hình tiểu ngạch đó nó xuyên tạc Việt Nam. Tại vì tụi mấy cái đám này nó ngu dốt, nó biết khỉ gì về kinh tế các bạn đó, nó đâu có hiểu về vấn đề tiểu ngạch và chính ngạch đâu. Đấy. Cho nên Việt Nam mình trong tương lai cần phải những người mà đầu tư làm ăn nhà nông đồ đó cần phải cởi mở nhiều hơn, xuất khẩu ở đường chính ngạch để hạn chế được các vấn đề mà vừa rồi như Cao Bằng, Lạng Sơn mà nhiều năm qua Việt Nam mình bị trở ngại với lại ở cái xuất khẩu nó ở tiểu ngạch, tại mình cái kiểu mà muốn là mì ăn liền các bạn thấy đó, cho nên nhiều người dân họ cũng không hiểu. Rồi họ bị cái đám xuyên tạc chống phá đất nước nó kích động cái sự hận thù giữa hai quốc gia. Và chúng ta chỉ chống lại những cái mà chính quyền Trung Quốc họ chèn ép mình thôi. Nhưng vấn đề mà giao thương giữa mình và người Trung Quốc, mình vẫn giao thương làm ăn rất là mật thiết các bạn. Họ cũng chỉ là những người dân thôi. Dọc theo biên giới Việt Nam và Trung Quốc, mình cũng rất là thân thiện để hai bên cùng chung nhau làm ăn.
Cho nên các bạn cần phải hiểu vấn đề tiểu ngạch. Trong tương lai thì mong rằng những cái người dân nhà nông xuất khẩu đó ở tiểu ngạch đó, họ sẽ học hỏi, họ sẽ rút ra nhiều tỉa những kinh nghiệm, cần phải xuất khẩu ở chính ngạch bằng đường biển hoặc là đường tàu hỏa. Tại vì các bạn biết những cái xuất khẩu bằng đường biển hoặc đường tàu hỏa đó là cái đó là chính ngạch, nó đi thẳng là tới bến cảng, là những nơi người ta nhận hàng, những hàng hóa đó chính phủ hai bên người ta đồng ý và ra nhận hàng điều nó không có bị gián đoạn, chứ ngoại trừ trường hợp nào nó khủng hoảng mà hai quốc gia nó có sự xích mích về vấn đề chính trị gì thôi thì nó ngừng nhập khẩu thôi. Cho nên cái vấn đề ùn tắc ở tại Cao Bằng Lạng Sơn mà các bạn anh chị các bạn thấy đó, có một số người họ hoang mang, họ không hiểu về vấn đề kinh tế, cho nên chúng ta phải cẩn thận anh chị các bạn. Những người lãnh đạo người ta đi tìm những cái thương trường ở chính ngạch cho những cái giới đầu tư. Các bạn thấy gần đây những cái thị trường như cá tra, cá ba sa, tôm, thủy sản và nông sản rồi đó, sản xuất của Việt Nam mình được xuất khẩu đi ở chính ngạch đó, rất là tốt. Các bạn biết hàng những cái nông sản, thủy sản và nông nghiệp của Việt Nam mình vào Mỹ tràn lan luôn. Hiện nay tôi thấy rất là nhiều, tại vì mình xuất khẩu chính ngạch, hàng hóa của mình đạt chuẩn yêu cầu của thương trường quốc tế, những cái thị trường mà họ đòi hỏi cái chất lượng á, các bạn thấy nhiều lắm. Mình được ổn định, lâu lâu mình bị xuất khẩu tiểu ngạch, mình bị gián đoạn trên ở dọc theo biên giới đó. Đó là những cái nguyên nhân nó rất là phức tạp, tại vì cái đó kiểu là mì ăn liền mà, và đi lòn lách theo kiểu như cửa sau đó, giống như thương lái ở bên Trung Quốc, họ cần mua cái hậu qua họ đặt hàng hậu qua họ mua thẳng nhà vườn đấy, các bạn thấy không, họ chỉ qua thẳng nhà vườn thương lái Việt Nam, hai bên tự động giao dịch với nhau. Khi mà có chuyện về an ninh quốc gia, người ta ngăn đóng cửa khẩu thì những cái thương lái họ bị ứ hàng, họ bị ối hàng, động hàng. Cái tiểu ngạch xuất khẩu lúc nào cũng vậy, nó rất là bất cập, chụp vực, cho nên nó xảy ra những cái sự cố như Cao Bằng Lạng Sơn. Và trong những năm vừa qua mình cũng bị rất là nhiều những cái vấn đề mà xuất khẩu tiểu ngạch, tại Trung Quốc họ làm cái thị trường rất là lớn anh chị các bạn, họ tiêu thụ nông sản, thủy sản cực kỳ lớn, với một cái số dân gần 1.4 tỷ dân. Cho nên trong tương lai thì hy vọng những người mà thương lái cũng như nhà nông, họ cần phải suy nghĩ đến cái tiến trình gọi là ăn chắc mặc bền, làm ăn mình cần phải đi đường chính ngạch, còn đi đường tiểu ngạch luôn luôn cũng lúc nào cũng vậy. Làm ăn mình giao dịch cái kiểu mà cứ bên kia đặt hàng, thương lái đặt hàng thì bên thương lái bên này đi gom hàng gom hàng thì nhiều khi tình hình biên giới với mà bất ổn cái là tiêu. Còn vấn đề chính ngạch thì các bạn thấy đường biển, đường xe lửa, đường máy bay là nó cứ chở ầm ầm màu ào, tại vì những cái mặt hàng đó nó đã có bến cảng. Các bạn biết những bến cảng của nó nhập hàng về bao nhiêu khối lượng, và hai bên nó ký hợp đồng và nó đặt cọc những cái chính ngạch đó, những cái công ty hãng xưởng, những cái thương trường lớn, người đại lý lớn, người ta có thương hiệu, người ta có giấy phép đạt chuẩn quốc tế, và người ta nhập hàng xuất khẩu và nhập khẩu đó, người ta có giấy phép thành nghề của bên xuất khẩu và nhập khẩu, nó đâu ra đó thì lúc nào không, nó cái vấn đề mà sự cố nó rất là hiếm. Nó chỉ có khi nào mà hai quốc gia nó trở thành thù địch thì nó đụng chạm nhau, vấn đề chính trị nó xảy ra, vấn đề mà chiến tranh đó, thì nó mới khủng hoảng về mặt nông nghiệp, xuất khẩu thực phẩm rồi thôi.
cái chính ngạch lúc nào nó cũng chiếm ưu thế, nhưng mà có cái là những người xuất khẩu chính ngạch á, họ phải chịu thuế, họ phải đi đường chính thức mà, thì chính phủ, cơ quan nhà nước họ quản lý chặt chẽ hơn. Còn đi tiểu ngạch thì các bạn thấy ở Việt Nam, thương lái bên kia, bên Trung Quốc với thương lái Việt Nam cứ đặt hàng alo cái là cứ chở, các bạn thấy không, cứ là bên thương lái bên kia cái thị trường họ mua bán giống như từng này họ bán được, họ đặt nhiều chở qua cho họ đó, họ cứ gọi thương lái Việt Nam mà hai bên đồng ý chở qua, tới chừng mà nó có sự cố về vấn đề mà biên giới đóng cửa một cái thì ứ hàng. Đó là nguyên nhân mà hiện nay ở Cao Bằng, Lạng Sơn nó xảy ra, mà đã xảy ra rất là nhiều lần. Có một số người tôi thấy vào diễn đàn của tôi kêu tôi chia sẻ về vấn đề Cao Bằng, Lạng Sơn, cửa khẩu mấy ngàn, khoảng 6.000 xe tải đang bị ủng ứ. Họ có vẻ như bức xúc là tại sao Việt Nam, chính quyền mình Việt Nam mình không có một cái biện pháp nào để ngăn chặn. Các bạn biết vấn đề tiểu ngạch là đó là sự lựa chọn của thương lái hai bên thôi. Tại vì anh đi tiểu ngạch mà, thì bây giờ anh bắt ông chính phủ phải đứng ra dàn xếp cho anh, thì các bạn nghĩ đi, khi mà mình ăn no thì mình không có kêu ông chính phủ gì hết, khi mà mình đói thì bắt đầu ngồi đó khóc bắt ông chính phủ, các bạn thấy không? Cái một số những người họ tự mượn danh họ là cờ đỏ nữa. Tôi thì tiếc là tiếc như vậy, tôi chỉ tiếc là những người mà họ mệnh danh họ là cờ đỏ, họ vào trong cái những cái like của tôi họ lên án một cái sự việc rất là vô lý. Mà những người này có người ở nước ngoài, các bạn biết có người ở nước ngoài nữa, họ đưa ra những cái điều đó khiến cho tôi cảm thấy hơi bị giật mình. Tôi cũng định không chia sẻ làm đề tài làm gì, và hôm nay đang đi công chuyện cũng cuối năm rồi, thành ra chợt nhớ cái đề tài này, mình muốn chia sẻ với anh chị em để chúng ta mở rộng cái sự hiểu biết. Đó là lý do các bạn thấy khi mình xuất khẩu mà chính ngạch đó thì mình được rất là nhiều lợi, nó lợi cho quốc gia rất là nhiều, nó lợi rất là nhiều, cái thị trường của mình rất là ổn định, bà con nông dân đồn gì nữa họ sản xuất họ ổn định lắm. Ngay cả các bạn thấy ở Đà Lạt có những cái xuất khẩu mà chính ngạch về nông sản đấy, khi người Nhật họ qua đó họ đầu tư cho những cái nhà nông Việt Nam mình về chăn nuôi rau quả, và chỉ làm và sản xuất xuất khẩu qua quốc gia họ thôi. Cho nên ở Lâm Đồng các bạn thấy có những cái trang trại gọi là hợp tác xã rất là lớn và hoành tráng, và những người nông dân đó họ ổn định, họ không có chụp vật, họ làm, họ biết đầu ra của họ nó chắc chắn, hàng của họ xuất khẩu là đi máy bay hay là đi tàu thủy, nó đến nơi những người mà ở những cái quốc gia mà người ta xuất khẩu tới đấy. Và cái điều đó thì nó có lợi cho quốc gia rất là nhiều, tại vì quốc gia sẽ thu về được cái đồng thuế, các bạn thấy không, mình sẽ góp phần xây dựng được quốc gia, cái đồng tiền của người dân mà mình đóng thuế và giữa giao thương đó nó lợi được cho quốc gia nữa. Mà khi mà những người mà nông dân mà có sự cố thì chính phủ lúc nào cũng vậy, thường thường những người mà làm ăn mà xuất khẩu theo chính ngạch đó luôn luôn được chính phủ gọi là tài trợ subsidy để họ ổn định. Mà dân Việt Nam mình nhiều người họ làm nông chụp vật lắm, họ làm, tôi thấy tôi về tôi cũng làm nông tôi biết họ chụp vật lắm, mì ăn liền đúng không. Mà khi có sự cố thì bắt đầu than trách ông chính phủ. Bởi vì cái lý do mà tôi nói các bạn, tôi thương ông chính phủ Việt Nam là như vậy, tại vì tôi sống ra nước ngoài rồi, tôi thấy được những cái làm ăn của nước ngoài, những cái chính phủ nước ngoài đó, tụi nó thắt chặt, nó thắt chặt dân lắm, chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Các bạn đừng nghĩ tư bản là muốn làm gì làm, nó thắt chặt không từ thứ gì.
nó quản lý. Còn ở Việt Nam các bạn thấy ông nhà nước Việt Nam mà chỉ cần mà quản lý chút thôi là một số những người mà kém hiểu biết nó họ khóc lóc la làng lên, rồi bắt đầu ra đó làm dân chủ cụi, dân quan, rồi khóc lóc giống như gia đình của Cấn Thị Thiêu các bạn thấy không, tào lao ấy mẹ. Rồi cái đám chống cộng hải ngoại đó nó khốn nạn là nó biết được cái sự hiểu biết của người dân của mình chưa có hiểu về vấn đề mà thương trường quốc tế rồi đó. Bắt đầu nó kích động, nó xuyên tạc. Đấy các bạn thấy nó đưa ra thị trường Mỹ, thị trường Việt Nam mình làm ăn Trung Quốc thế này thế nọ, nhưng mà nó đâu hiểu vấn đề tiểu ngạch. Các bạn thấy làm ăn tiểu ngạch là sự cố lúc nào nó cũng đi theo đằng sau, chập chờn, nó chờ mình lúc nào cũng phía sau hết. Tại vì các bạn tự động giao hàng giữa hai bên, thương lái giữa hai bên đồng ý với nhau và giao hàng thôi. Ông chính phủ ông chỉ là kiểm soát cửa khẩu, nhiệm vụ của ông là chỉ kiểm soát cửa khẩu thôi, chứ ông đâu có làm được cái gì hơn. Giao dịch tiền bạc cũng vậy, tài chánh cũng vậy, hai bên tự động chung chi với nhau. Và ông chính phủ chỉ lo về vấn đề an ninh, xuất khẩu tiểu ngạch vậy đó. Các bạn thấy bảo đảm vấn đề trật tự. Khi mà sự cố xảy ra thì cái đám chống cộng nó nhảy vào, nó nói ô vì nhà nước Việt Nam không lo cho dân, để cho dân bị thế này thế nọ ở cửa khẩu, tại vì họ không có hiểu. Cho nên là mình chia sẻ để anh chị các bạn thấy. Thôi thì mình cũng về tới nhà. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Thế nhà mình đấy. Không nhận nhà mình bự mà to thiệt chứ. Nhiều lúc mình dọn dẹp mỗi chân mỗi cẳng luôn á. Mấy cái tụi trong nó bực mình lắm. Thằng mình quay nhà rồi. Mẹ cái thằng này nó qua không biết nó làm cái gì, nó đi rửa tiền cái gì. Qua mình ở nhà to, nhà bự. Cái gì nó cũng có. Mà nó nói xấu Mỹ. Nó nói xấu Mỹ suốt. Thôi thì Lợi Minh xin dừng ở đây. Xin chào anh chị các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.